Ui, nhiều ga dữ luôn. Mình vừa phát hiện ra một cái chai nước của Nhật Bản có cái cách mở rất là kỳ lạ, để mình mở cho các bạn xem nha. Đầu tiên ấy thì các bạn bóc cái nắp này ra nha. Ở cái nắp này ấy, thì các bạn bỏ cái nhựa trắng này ra nha, sau đó để xuống dưới này. Và bây giờ thì mình sẽ ấn tay xuống nha. Ui, nhiều ga dữ luôn. Ở bên dưới này thì sẽ có một viên bi nha các bạn. Đấy, mình không hiểu là cái viên bi này nó để làm gì luôn. Mời các bạn nha. Ủa, cái hương vị của nó rất là hay nha. Nó gần giống như kiểu là cái dưa lưới mình hay ăn đấy các bạn. Và nó có rất là nhiều ga nha. Khi mà uống ấy thì cái viên bi này nó cứ lăn qua lăn lại, mình không hiểu để làm gì luôn. Màu chai nước này thì là sẽ màu xanh nha. Và mình thấy là khá là nhiều ga đấy. Mời các bạn nha. Ủa, khi mà uống với đá ấy, thì mình thấy là nó gần giống như kiểu là cái nước soda ấy. Cái nước soda mà nó có nhiều ga thôi các bạn. Còn cái vị ngọt của nó thì khá là nhạt nha. Nó không ngọt nhiều đâu. Ủa, sau khi mà trải nghiệm xong cái chai nước có cái cách mở rất là kỳ lạ như này ấy, thì mình cảm thấy là cái chai nước này uống nó cũng hơi nhạt nhạt một chút, nó không có cái vị nhiều đâu. Và nó chỉ có một cái chút xíu cái hương vị của quả dưa lưới các bạn, cái quả dưa mà màu xanh ấy. Còn về cái vị ngọt của nó thì mình thấy là ngọt rất là ít nha, không ngọt nhiều đâu. Cái chai nước này thì có một cái điểm kỳ lạ là nó có một cái viên bi ở bên trong này. Và mình cũng đang không hiểu là tại sao người ta lại để cái viên bi này ở bên trong. Bạn nào mà biết thì có thể là giải thích giúp mình nha.